Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với gọi là video tiếp của mình. Và mình là Có Phải Gaming đây. Hôm nay mình sẽ gọi là bốc thăm cái hộp quà. Hộp đặc biệt ha. Nó tên là hộp đặc biệt thôi. Hộp này gồm có là cần câu và vỏ chai, rồi búa hơi đen, vượt tại thỏ đen. Thì những cái ba cái món này đang rừng ở trên mạng đây mà đang hot 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 trên mạng, ai cũng khoe hết. Thì có người mở ra, có người không mở ra. Không biết hôm nay mình có mở ra hay không. Để mời các bạn đón xem nha. Thì trước khi mở ra thì mình vào đây mình khám phá một chút gọi là chế tạo mới, đồ chế tạo mới anh em nhé. Đây như các bạn đã thấy thì chế tạo mới là gồm có mà kiếm smite, kiếm slim chứ lộ, kiếm slim kiếm slim sức mạnh 45, tăng 30% xuất hiện khoáng thạch cao cấp thì là chí mạng 10%. Cái này cũng ngon nha bạn nha, chế luôn các bạn ơi, mình đủ rồi. Mình chế luôn anh em nhé, 6 tiếng 7 tiếng xong thì gồm cái đó và cái này là gì đây ta? Ba lô, ba lô các bạn ơi, này ba lô bạn mọi người ơi, ba lô mọi người, đẹp nha các bạn nha, chế tạo xong kim chế tạo ra luôn ba lô nha, rồi gì nữa không ta, súng này nè các bạn nè, súng nữa nè, súng bắn này nha, rồi gồm có những gì nữa ta, chiếc xe nữa, chiếc xe tăng tốc 5, tốc độ 5, tăng tốc là 8, gia tốc 3.0, ok, có gì nữa ta, cái này nữa hả, wow to vậy. Slim vua to vậy, khá là to anh em nhá. Wow, rất là nhiều slim luôn nha. Slim chăn hùng nè, slim đá quý nè, đấy, slim quỷ nè, slim mèo nè, slim quýt nè, slim trà xanh nữa. Bạn là trà xanh, có trà xanh không? Slim trà xanh này. Rồi, slim đào. Ok, đấy, gồm những món đồ mới. Sự kiện này. Ok, xong. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là vô coi nha. Hiện tại là mình có bao nhiêu mầm nữa nha anh em nhỉ? Hiện tại thì mình còn khá là nhiều rác các bạn ơi. Mình có 7.162 mầm nữa các bạn. Nói chung thì mình cứ mở đi, nếu mà mở không ra ba món đó thì mình nội thất các bạn đây. Rất quá trời các bạn ha. Tha hồ mà mình gọi là mình mở ha. Tha hồ mình gọi là mình chế tạo mình mở. Hôm nay cố gắng ba full ba cái nha. Ok, thì trước tiên mình phải gọi là vào gọi nhờ cái ác nguyện các bạn ơi. Vào nhờ cái ác nguyện thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok. Và bây giờ vào khu trại đã. Ok các bạn ơi, trước mắt mình có một con gọi là Slim các bạn kìa. Đây. Lim gọi là sim to bự nè, đập các bạn nha. Mình chắc mình dùng bằng búa búa vừa thôi để cho các bạn kia đập. Đấy, búa hơi thôi. Đập coi thử xem ra gì không. Cái này thì ra mấy cái này chế tạo các bạn, đập Slim là chế tạo á. Nói chung là các bạn đập Slim to này, rồi Slim vàng, rồi là gì là Slim hùng đó các bạn đập hết nha. Đập hết để các bạn kiếm gọi là nguyên liệu để các bạn chế tạo đồ, chế tạo xe, chế tạo các kiểu các bạn nha. Đấy. Các bạn chế tạo gì chế tạo còn còn cái điểm này nè, cái điểm mình vừa nhận được hai cái điểm đó thì các bạn mở trong này. Đây các bạn mở đây đấy, bingo á, nó gọi là điểm bingo phải không, mở thử coi. Mình có dư dư đây, mở thử coi ra gì không, ra số gì là lạ đi, chờ số này có rồi mà tiếp là số này là đi mấy số chưa có nè, chưa có đấy, số 1 chờ, số này cũng mới chưa có này. Ok 3 điểm tiếp nào nào nào, số 1 nè, số 1 nè, số 1 đi. Ủa số này chưa có, số 8. Ok thì sao, tiếp nè. Đấy, vui nha. Các bạn treo map mà kiếm gọi là slim bự đó mà đập các bạn nha. Đấy, nói chung là slim nào đập hết đấy. Một kim cương nè. Tiếp. Ui, 21 chưa có. Được. Nào 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 nào. Nào 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 nào. Số này chưa có, số 1 kìa, số 1 kìa. Ok được. Số 1. Số 1, số 1. Số 8 là có rồi, ok, đấy. Sau khi các bạn mở hết cái này, các bạn sẽ được nhận đồ này nè các bạn này. Đấy, mũ thợ săn nè, giày thợ săn nè, đấy. Bộ đồ thợ săn Slim nè. Ok, khi các bạn mở hoài không ra thì các bạn có thể là chọn theo ý là 200 điểm các bạn chọn số 1 là ra số 1 luôn. Số 4 là số 4, số 5, số 5 luôn các bạn hiểu không? Đấy, 200 điểm nha. Đấy, còn mình quay vậy thôi. Ok, xong. Thì mình tới cái ước nguyện, mình gọi là ước nguyện các bạn nha. Gặp Boro một tí, rồi nó chỉ Boro một tí rồi mình lên đây mình ước nguyện các bạn nha. Ước nguyện nha, cái nguyện cái chỗ này mình chưa mở hộp thì các bạn chưa xem là mình mở hộp thì các bạn có thể xem những video mở hộp của mình đó, mình mở ở đây các bạn ơi, mở khá là hên, gọi là rất hên luôn á, mở phát một ra luôn ấy đấy mấy cái video rồi đấy. Thì nói chung thì bây giờ mình trước khi mở mình phải chát lên, các bạn có phải chát lên nha, cây thước nguyện đấy, phải không, mở ra cần câu đá vỏ chai đen búa hơi đen vượt tai thỏ đen nha, cái ước nguyện đấy, ước nguyện nha, ước nguyện nha. Ok, vô em ơi, vô vô
Anh em ơi, nhanh em ơi, nhấn like chia sẻ cho mình để mình ra cần nữa anh em ơi. Ra búa hơi đen các bạn ơi, ra vào tôi hỏi đen các bạn ơi. Ok, 10 hộp đầu tiên. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Thế ở trên mạng người ta mở quá trời, biết mở sao đây. Mở như thường lệ. Ồ, một cái đầu tiên là một cái mũ này có rồi. Ôi, cái mũ này chưa có này, có không? Có chưa ta, hình như có hết rồi mà ta. New à, new là chưa nhá. Ok, được. Ôi trời, hai cái được, mở lên tiếp. Ôi, một cái này new. Cái này new. Ok thì còn được ba cái new anh em ơi. Ok tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Yo. Ôi, gì ở đây? New nữa hả? New luôn hả? Ủa mấy cái này nhớ có rồi, tao sao là new ta? À nó tính là trong cái hộp thôi mọi người, tính trong hộp là mình mở đầu tiên là new thôi, chắc mấy cái này trước, cái sự kiện trước mình có rồi mà ta. Lạ nhờ. Cái này có rồi. Mà tất cả. Rồi, mình thấy có màu rồi anh em ơi. Mình thấy có màu rồi anh em ơi. Mình phải bỏ cái gọi là gì ta? Mình phải bỏ cái át chủ bài ra cái này anh em ơi. Mình áp chủ bài có vẻ là hơi hơi ấy hơi, không phải xui đâu các bạn, nhưng mà kiểu kiểu như là mình trước giờ mình chỉ gọi là kiểu để đơn thuần là mình mở thôi các bạn à. Ok tiếp nha, các ước nguyện nha. Giúp với cây ước nguyện ơi. Ok, giúp với, giúp với. Vô 20 hộp đúng không? Đây tiếp. Một hai mình tất cả rồi các bạn ơi. Mở ra thì thôi, mình cũng gọi là đi chế xong mình mở tiếp đấy, mình chơi lúng luôn. Một hai ba, cái gì đây, cái gì đây? Mấy cái mũ mình có hết rồi mà ta, mình vẫn để new hả các bạn ha. Ôi trời ơi, không ổn đâu, không ổn đâu cái quyền ơi. Sao dạo này hình như mình ước nhiều quá, xong rồi cái quyền nó không giúp mình nữa, sao vậy ta? Cái quyền ơi, giúp mình với, giúp đi mà cái quyền ơi, giúp đi mà cái nguyện ơi, giúp đi giúp đi giúp đi giúp giúp. Không sao mà tiếp tiếp. Ok. Hình như là mở như hộp mà ta, hình như hộp là các bạn nhờ, không nhớ nữa. Các bạn đến như mình nha, các bạn đến như mình rồi, các bạn comment như mình các bạn nha. Ok, 1 2 3 4 5 mà tất cả. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mẹ căng anh em ơi. Một rồi. Và đây là cái cần câu của mình anh em ơi, cái cần câu của mình đã ra rồi, cần câu đá vỏ chai đen. Ui cái gì đây? À mũ tưởng gì thế. Rồi mũ slim choco vui vẻ. Mũ đẹp chứ, là kích mi nữa chứ. Mà tất cả ok, được hai món mới, màu tím. Như vậy là mình đã có một cái gọi là cần câu. Ok mình xem chỉ số gọi là cần câu cái nào anh em ơi. Rồi cần câu rồi, chỉ số là như là gì đây? Độ bền 100%, 8% cơ hội thành công, 40% cơ hội đấu quý hiện thoại, cái hiện thoại 40% cái đấu quý hiếm. Ok cái này giống cần vàng thôi anh em ơi, cũng khác cần vàng cả, chẳng qua là màu đen thôi. Ok tiếp tục nào anh em ơi. Ok còn còn nhiều điểm mà anh em, còn nhiều điểm mà nào, bú hơi mà tất cả. Trời ơi không ra hả? Tiếp nhiều mà anh em, coi thoải mái, xem thoải mái, xem mình mở thoải mái. Trời ơi mất tất cả. Trời ơi bạn ơi, không ổn đó bạn ơi, không ổn, không ổn rồi, không ổn rồi anh em ơi. Phải cái chế cần lại rồi anh em ơi, chế cần. Không đủ điểm kìa anh em, đủ điểm rồi. Ok mình đi chế nha, mình để mình chế tạo mình chế mầm rồi, rồi các bạn đợi mình chút xíu nha, mình chế mầm cái đã. Ok mình chế được thêm 5.700 rồi mọi người ơi. Bật tiếp. Đang bậy rồi. Trời ơi, mở thử mấy cái một lần coi. Rồi. Ôi trời ơi, mũ nữa hả? Trời ơi. Ra coi. Trời ơi. Chơi tiếp nữa ta, không lại chơi tiếp thân lần nữa. Tất cả đi, mà tất cả ra đi. Ô, thêm một cần câu nữa kìa. Ôi trời ơi. Thêm một cần câu bỏ trái đen nữa kìa. Ôi trời ơi, búa đi. Búa đi. Trời ơi, búa hay vợt gì đó không được, búa vợt đi mà. Trời ơi. Trời ơi, ác chưa? Thường luôn hả ta? Khó luôn hả ta? Khó vậy luôn á? Thiệt luôn á? Còn 2.000 thôi kìa anh em. Anh em ơi, nhấn like chia sẻ cho mình để mình hên anh em ơi. 2.000 thôi kìa, ra cái búa cái vợt gì cũng được. Cái búa đi, ra cái búa đi. Ra búa. Búa. Ôi tiêu rồi em ơi, tiêu rồi búa. Cần câu có rồi, ra búa đi. Cần ơi, không đủ rồi. Đợi tiếp, chờ tiếp.
Trời ơi. Rồi các bạn ơi. Ok, rồi các bạn ơi. Chế thêm rồi anh em ơi. Tiếp tiếp. Rồi, chế thêm được 3.300 rồi anh em. Biết nãy giờ biết bao nhiêu cái mầm rồi đấy. Không đếm được, không đếm xuể luôn anh em. Nhấp nhẹ một cái coi. Cái búa coi. Rồi, mũ nữa. Mũ ta chế mệt luôn á. Trời ơi. Một. Mở tất cả. Mở tất cả. Ôi ôi, ra cái mũ mít thôi. Trời ơi. Ôi búa đâu? Búa. Búa hơi. Không ra nên búa hơi khó quá vậy. Không lẽ giờ bán hết gọi là mình tái chế hết gọi là đồ thức luôn rồi ta. Không lẽ tái chế đồ thức mới ra cái này ta. Căng dữ vậy. Cái này căng dữ vậy luôn hả? Thôi, mình chế tái đồ thức luôn anh em nhá. Trời lúng luôn. Ok. Rồi, tiếp tiếp tiếp. Trời ơi, mình biết chế bao nhiêu rồi anh em. Nhiều quá. Mình còn để dành làm mấy cái mình gọi là mình trang trí, mình hơi tiếc tiếc tiếc. Mình lựa ra mình chế rồi còn giờ thêm được 3.200 nữa anh em, 3.268. Mong sao ra búa anh em ơi. Búa đi mà. Búa đi. Được ra mũ nữa, mũ gì mà nhiều quá. Búa đâu? Búa. Búa. Ô cần câu nữa, 3 cần câu rồi. Trời ơi. Mở tất cả. Để nó lại cái quyền coi. Ra búa là không mở được nè. Ra búa hơi baby cây ướp hơi rồi nha, hơi đen nha. Ủa đen là được rồi, vợt thì mình cũng cần lắm, vợt thì mình có nhiều vợt lắm. Mình lấy búa hơi đen đi để mình đi đi gõ Slim đấy cho nó nhẹ nhàng ha. Búa hơi đen này cũng chỉ số cũng còn ngon đấy. Ơ đây rồi đấy, thấy chưa anh em. Mình vừa nói cái quyền là ra búa hơi đen đi để mình đi gõ cái Slim phát ra luôn nè, một phát một ra luôn nè. Ôi về thôi mà tất cả thôi. Ù ra vượt luôn, nó phải như vậy chứ anh em hả. Gì gì vượt vượt luôn. Ok mầm còn dư quá trời, để tám chỗ dư quá trời để chắc còn 838 mà anh em ơi, còn 838 kêu dư quá trời. Trời ơi full full mầm rồi. Còn như mở hộp vịt đi. Ủa mình có vịt mà ta, đây kiếm cái kim cương luôn coi. Kim cương 1.000 thì sao luôn hả? Kim cương, kim cương đấy, 20 kim cương, 20 kim cương. Ôi trời ơi, ra chân vịt nữa. Ok như vậy là xong xong rồi anh em ơi, cảm ơn cái ứng viên nha. Mình quên, cảm ơn cái đã, cảm ơn cây ước. Ok cảm ơn cái ứng viên nha. Ok rồi, sau như là các bạn đếm lại không biết là bao nhiêu hộp bao nhiêu mầm nữa, các bạn có thể đếm lại cho mình được không? Ok mình mở nhiều quá mà không biết được là bao nhiêu hộp bao nhiêu mầm luôn em, quá là nhiều. Ok mình sẽ gọi là một coi thử coi đây, ra làm thêm một số mũ là tí mình ta chết. Ok bây giờ mình vô xem chỉ số cái ha. Đây vượt tay thỏ đen tăng 30% xuất, gọi là ra gọi là côn trùng vương biển em ơi. Cầm ra coi thử coi. Đấy, cầm ra coi. Ui giời, giống cái vật mà hồng hồng nhớ ra màu đen, thành màu đen anh em ơi. Ok. Rồi, tiếp theo là gì? Búa. Đây. Búa. Ế. Ế, ra búa. Tổng cộng là mình mở được 3 cái cần, một cái búa hơi đen, một cái vật tế thọ. Coi chỉ số cái. Ngon nha, sức mạnh 60 ngon nha. Tăng 4% xác suất gọi là ra khối thạch cao cấp. Đấy, tăng 20% gọi là ra có thạch hiếm. Tỷ lệ chiếm mạng 25% luôn hả? Cao nha, ngon nha. Ngon, 25% là ngon ấy. Ok, 25% cái nghĩa chiếm mạng này càng cao là mình đập gọi là càng nhanh. Bình thường đập 4 cái, 5 cái thì có chiếm mạng phát đập 1, 2 cái là ra thôi anh em. Là xong cái gọi là một lần đập. Các bạn hiểu không? Đấy, thì nói chung cái cần câu này thì cũng giống như cần câu vàng thôi anh em. Cần câu này giống cần câu vàng thôi. Đấy, đặc biệt cái búa hơi ngon này. Mình thấy trong cái ba món này thì món này ngon nhất, búa hơi đen. Anh em nhé, mình không biết sửa bao nhiêu tiền nữa, 60 mà biết sửa bao nhiêu tiền. Còn cái để là bữa sau mình test cho các bạn xem sửa bao nhiêu tiền. Ok các bạn nha, thì nói chung thì mình cũng đã hoàn thành rồi anh em ơi. Hoàn thành gọi là thử thách hôm nay mở gọi là full hộp đặc biệt rồi. Thì nói chung thì chắc là video tới đây cũng thế thôi anh em ơi. Thì anh em xem thì ai chưa like cho đấy kênh hãy cho mình xin một like mọi người kênh mọi người ơi, các bạn ơi. Nhớ gọi là chia sẻ ủng hộ mình nha. Chúng mình có thêm nhiều lực để mình làm thêm nhiều video nữa. À quên. Nếu mà video này hơn 100 like thì mình sẽ mở gọi là ra cố gắng mở được cái này anh em nhé. Nếu mà hơn 100 like
ấy hơn 100 la, 150, 200 gì đó, càng cao càng tốt. Thì mình mở gọi là mở khi nào mà được chiếc xe này thôi anh em nhé. Bộ đồ này thì chắc cũng dễ thôi, không gì khó, nhưng mà chiếc xe chắc nghĩ là khó này. Chiếc xe này là chạy rất là cao luôn này, nó chạy nhanh hơn cái Polo mình nữa, tốc độ 6 này, tốc độ 12 này, chạy tốc là 60 này phải không này, nó chạy rất là nhanh luôn em ơi. Hiện tại chiếc xe này chạy rất là nhanh luôn á, xe bay mà. Ok, đặc biệt rất là nhanh nha, mà còn nó mà nút thêm xăng nữa mọi người, xăng mà xăng tăng tốc độ nữa là nút được luôn nha, tăng được luôn nha, chạy hơi bị ghê luôn. Ok, thì nếu mà video này nhiều like thì mình sẽ mở đấy các bạn nha. Ok anh em nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em nha. Bye, hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em chị may mắn, gọi là nhà viết cho anh em nha, nhà viết cho anh em ra hộp gọi là mở hộp đặc biệt, ra cần câu, ra vợt, ra búa thật là nhanh nhanh hơn mình nha. Mình không biết là mở bao nhiêu luôn á, anh em nào mà xem mà không tua á, anh em có thể gọi là cho em biết được là mình mở tổng cộng là bao nhiêu gọi mầm nha các bạn nha. Ok, bye anh em, gì anh em, chúc anh em chị may mắn, gì.